Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 22 tây tháng 11 năm 2013. Sắp sửa hết tháng 11 vào tháng 12 cho nên tiết trời Cali tương đối bắt đầu lạnh. Chúng tôi một lần nữa tiếp xúc với ông bầu Dũng Taylor về những cái câu chuyện văn nghệ mà đã chưa được cập nhật trong những ngày vừa qua. Chào anh Dũng. Một lần nữa, Dũng Taylor xin hân hạnh chào khán thính giả của Phố Bosa TV và chào anh Lân. Ngày hôm nay khí trời hơi lạnh lạnh. Anh nhắc tới một điều cho Dũng nghe là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 11. Tự nhiên lòng mình nó chạnh lòng xuống một chút xíu. Tại vì là kỷ niệm đúng 50 năm ngày cố tổng thống Kennedy bị ám sát. Một cái dấu nhấn, một cái điểm sâu, một cái điểm trầm của lịch sử Hoa Kỳ. Nhắc tới cái điều đó thì có thể một ngày nào anh em mình nói đề tài ngoài văn nghệ một chút. Tại vì lúc nào anh gặp Dũng anh cũng nói về văn nghệ. Hôm nay thì bỗng dưng anh nhớ tới, anh nói tới cái ngày 22 tháng 11 thì Dũng nhớ tới tại cái ngày lịch sử của Hoa Kỳ, cũng giống như ngày 9/11 của năm 2001. Trong cái khí trời ẩm đạm này, lúc mới nãy anh cũng có nói về chuyện ma. Một ngày nào mình sẽ nói chuyện ma. Chuyện ma có thật, chuyện ma có thật. Nhưng mà hôm nay thì một lần nữa Dũng rất hân hạnh được gặp gỡ khán giả của Phố Bosa TV, nói chuyện với anh Lân và đi gặp khán giả rất nhiều. Đôi khi ra đường thì gặp cô, chú, bác đều đến vỗ vai Dũng, khen Dũng, khuyến khích và cũng có dạy dỗ cho Dũng. Cho nên một trong những động viên mà lúc nào anh Lân gõ cửa đều sẵn sàng sắp xếp công việc để gặp gỡ anh và khán giả. Rồi, nhất định anh đã nói tới chuyện chính trị thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nói chuyện chính trị. Hôm nay thì sẽ thuần túy tiếp tục câu chuyện văn nghệ. Trước hết thì phải hỏi về cái cập nhật cái chuyến đi vừa qua của anh. Chưa nói tới là diễn như thế nào nhưng mà không hiểu vì sao vừa rồi anh có vẻ hơi bị hot, hơi bị nóng, nóng. Các báo chí Việt Nam Fat boy à. Yeah, các báo chí Việt Nam gọi là phỏng vấn anh tương đối nhiều. Yeah. Kể cả liên quan tới chuyện quản lý Phương Mỹ Chi, rồi liên quan tới chuyện kể cả chuyện gia đình anh Thu Phương nữa. Yeah. Anh có thể cho biết vì sao anh trở nên quá hot như vậy không ạ? Người ta thường thường nói là sau lưng của một người đàn ông hạnh phúc, một người phụ nữ thành công hay một người đàn ông thành công đều có bóng va dáng của một người đàn ông hoặc một người đàn bà hỗ trợ. Thì Thu Phương là người kín đáo, Phương ít có chia sẻ về cái mảng gia đình hay nghệ thuật. Phương thường thường nói về cái trực tiếp về cái chương trình của mình thôi. Thì sau một cái quá trình 10 năm của Phương thì báo chí hiếu kỳ có hỏi tới Dũng. Thì khi họ hỏi Dũng là chị Phương đi đâu anh cũng đi theo hết à. Thì Dũng nói là tiếng Việt Dũng không có chuẩn, chưa có tốt lắm, mỗi ngày càng học hỏi thêm. Nhưng cái chữ đi theo Dũng không có thích. Con cái thì đi theo bố mẹ, còn vợ chồng nó là đồng hành, đi chung. Thì Dũng có thưa, Dũng nói là vâng, vợ Thu Phương dù cho mang tiếng là quản lý nhưng mà Phương đi đâu thì Dũng cũng đồng hành, đi chung để hỗ trợ cho nhau. Còn đi theo là để quan sát, phải không? Để control. Cho nên Dũng không có đi theo. Dũng, ai đang nghe được cái băng tần Phố Bosa, Dũng xin đính chính là Dũng không có đi theo Thu Phương, Dũng đi chung để hỗ trợ cho Thu Phương. Và vâng, những cái chương trình của Thu Phương diễn tại Mỹ, nước ngoài, ngoài ra là đụng show chung của DD Entertainment, giống như cái ngày đó Phương được mời đi diễn mà cũng đụng ngay cái ngày của DD Entertainment tổ chức, thì phải sắp xếp để mỗi đứa mỗi nơi, nhưng mà thường xuyên là hai đứa đồng hành với nhau. Thì cái chuyến đi vừa qua của việc của Thu Phương về Việt Nam mang cái chủ đề cái live show mà 25 năm sân khấu, mùa thu của Phương, hay là cái cách chơi chữ của cái người tổ chức, họ viết mình có thể đọc là mùa của Thu Phương hoặc là mùa thu của Phương, diễn ra hai đêm, một đêm ở Sài Gòn và một đêm ở Hà Nội, thành công ngoài dự định, ngoài dự đoán. Ở trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, người khôn của khó, mà Thu Phương trở về sau 10 năm vắng bóng ở quê nhà thì diễn biến, nhiều thứ diễn biến xảy ra. Những cái tin tức đưa về Thu Phương, mình cũng không biết trước khán giả sẽ chào đón mình như thế nào, cái thành công như thế nào. Cái sự trở về của Thu Phương, nhất là Thu Phương chỉ hát lại những bài trong cái thời của Làn Sóng Xanh,
cái thời 96-97 khi mà Thu Phương mới nổi tiếng, thì cái chuyến đi vừa qua phải nói là trong Sài Gòn vé sold out. Dù cho trước đó là quốc tang của đại tướng Giáp, cho nên những vấn đề báo chí truyền thông về cái show không được quảng bá, thì ban tổ chức có hơi lo. Sau cái tuần quốc tang đó thì băng rô và quảng cáo mới được rầm rộ. Thì trong cái khoảnh khắc thời gian khoảng chừng một tuần để quảng cáo, thì chương trình tại nhà hát Hòa Bình đã sold out. Và cái tiếng vang từ nhà hát Hòa Bình đã đưa ra tới ngoài Hà Nội sau hai đêm. Thì cái đêm diễn ở ngoài Hà Nội hầu như là vé chợ đen thôi, chứ vé chính thức không còn nữa. Và nói tóm tắt lại là Dũng và Thu Phương rất là hạnh phúc, rất là cảm ơn cái ekip đã tổ chức cái live show cho Phương. Nhất nữa là cảm ơn giới báo chí truyền thông và tất cả khán giả đã yêu mến Thu Phương. Cảm xúc vân đầy. Và đồng hành cùng Thu Phương thì bây giờ Dũng mới hiểu thêm là cái câu mà Phương hay nói, là tuy là Phương không phải là người Hà Nội, không phải là gái Hà Nội sinh ra ở Hải Phòng, mà tại sao khi Phương hát về Hà Nội nó lại ra riết, nó lại bức rứt như vậy. Thì Phương nói rằng có xa rồi bắt đầu mới có nhớ và mới có mong mỏi, có khắc khoải. Thì cái chuyến đồng hành cùng Phương vừa qua, Dũng thấy được và cảm nhận được cái điều đó từ cái lời hát của nhạc sĩ Phú Quang, như nhạc khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông, làm sao về được mùa đông khi mùa thu cây cầu đã gãy. Đây là cảm giác của Phương mấy năm trước khi định cư lại ở Hoa Kỳ. Thì Phương cứ nghĩ rằng làm sao về được mùa đông khi mùa thu cây cầu đã gãy, thôi đành ru lòng mình vậy. Thì đây là những cái bài hát mà khi Phương trở về trong cái live show vừa rồi, tất cả những cái cảm xúc nó tràn về, và cái hạnh phúc nó nhân được nhân đôi khi Dũng thấy Phương hạnh phúc đứng trên sân khấu hát, nước mắt tràn rơi, và ở dưới khán giả cũng khóc và chia sẻ với Thu Phương. Thì thật sự cảm ơn đời đã cho mình những cái khoảnh khắc đó, và cảm ơn đời là 10 năm Dũng đã đồng hành và chia sẻ. Cho nên một lần nữa từ đáy lòng của Dũng cảm ơn khán giả đã ủng hộ Thu Phương cho cái chuyến đi vừa qua thành công mỹ mãn trên cả dự đoán. Đó là trả lời cho cái hiện tượng mà thành công của Thu Phương khi trở về, cách 10 năm trở về. Nhưng anh vẫn chưa trả lời cái câu là cái hiện tượng mà Dũng Taylor trở nên hot boy, mà báo chí cũng gọi là vây quanh Zing, rồi những cái tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên gì đó cũng thấy có phỏng vấn anh liên quan khá nhiều. Vâng, báo chí thì cái ngày đó thì Dũng rất ngạc nhiên. Cái ngày mà Thu Phương được tờ báo Zing mời có cái buổi trực tuyến ở trên mạng với khán thính giả, thì khi đến đó Dũng rất ngạc nhiên vì ở trong cái phòng văn phòng của báo riêng có 5 nhân viên mà Dũng nhận ra mặt hết 4 người trong đó. Thì Dũng rất ngạc nhiên, Dũng nói chẳng lẽ đây một cái giấc mơ tiếng Tây hoặc là déjà vu á, giống như mình thấy. Thì không ngờ là tất cả những người đó là bạn ở trên Facebook của Dũng. Thì thành ra Dũng nhận ra họ, thì họ rất vui mừng khi gặp Dũng. Và họ cũng cho biết là những cái gì mà Dũng viết và chia sẻ ở trên Facebook họ theo dõi và họ đọc rất là nhiều. Và họ biết cái tính Dũng rất là thẳng thắn, cho nên họ nói là tụi em đặt cho anh cái biệt danh là anh là Nguyễn Bá Thanh của hải ngoại. Thì nghe tới đây thì Dũng cũng hơi sợ sợ. Dũng nói như vậy là cái kết quả của anh có giống chú Nguyễn Bá Thanh hay không? Ngồi sơi nước hay không? Thì ở đó, thì mấy em lại nói là ồ, anh ở hải ngoại mà anh cũng cập nhật tin tức ở trong nước dữ vậy. Nó bắt buộc chứ, những gì dính líu tới con người và đời sống Việt Nam anh đều theo dõi hết. Thì sau cái buổi đó thì báo Zing có xin một cái buổi phỏng vấn riêng Dũng, không phải phỏng vấn Thu Phương mà họ phỏng vấn riêng Dũng. Và sau này thì Dũng mới biết là có đề cập dính líu tới đề tài nóng bỏng của anh em mình đã phỏng vấn, đó là chị Bảy, Phương Mỹ Chi. Thì cái đề tài này hầu như bây giờ là đang được nhiều người khai thác. Sẵn anh Dũng nói tới cái việc liên quan tới những người bạn trên Facebook, thì Phố Bosa TV chúng tôi cũng chia sẻ thêm tốt tí. Đúng là nhiều người mình nhiều khi mình kết bạn với nhau trên Facebook chưa từng gặp, nhưng mà tôi thì bị cái tình trạng này, tức là biết nhau trên Facebook mà mình nhiều khi gọi là add friend với nhau mình cũng không để ý nhiều. Dạ. Tới khi đi về Việt Nam làm những cái phóng sự, đi ra field làm chung với các bạn đó, thì nhiều khi có những người bạn họ đã kết với nhau với mình rồi, biết nhau rồi,
nhưng mà nhiều khi mình nhiều quá mình không biết ai, thì các bạn ấy coi như là biết mà không chịu nhận nhau ở ngay tại chỗ, mà chụp hình nhau rồi đến khi mà lên trở về lại rồi mới té ngửa là những cái hình ra té ngửa. Thực ra nó cũng té ngửa là vui thôi, tức là biết nhau trước qua bất cứ bằng cái cách nào, nhưng mà có cái tiếc là không có được nói chuyện với nhau ngay khi những cái cơ hội đó. Vâng. Cho nên nếu mà bạn nào mà sau này gặp Vũ Hoàng Lân, Phố Vosa TV mà đã biết nhau rồi thì nên gọi lên tiếng trước, lên tiếng chào nhau một tiếng để mình có thể nói chuyện một cách là thoải mái với nhau. Tiếp tục câu chuyện thì anh cũng đã nói tới cái vấn đề là trả lời riêng cũng như các báo liên quan tới cái chuyện mà Phương Mỹ Chi. Vâng. Rồi cái chuyện mà gia đình như vậy đó, thì ngay cái chuyện Phương Mỹ Chi là một cái chuyện khá tương đối là vẫn còn hot tới bây giờ rất nhiều. Anh có những cái cập nhật gì mà cho tới hiện nay qua cái công việc quản lý của anh, rồi kể những cái câu chuyện mà anh đã từng gặp Quang Lê ở bên Mỹ, rồi có những cái trao đổi với nhau. Cái chuyện Phương Mỹ Chi thì anh hỏi thì Dũng nói, tại vì Dũng nghĩ là nhiều người cũng đang khai thác cái đề tài này và cháu nó mới 10 tuổi. Đối với Dũng nó là một cái hiện tượng thì nên để cho cháu làm tròn cái vai trò của một cái đứa trẻ. Hiện giờ mình làm nhiều quá cháu sẽ ý thức được là cháu là một ngôi sao, thì nó là một cái điều không tốt. Khi Dũng nói chuyện với anh thì sau đó có một số tờ báo đã khai thác về cái khoản này. Và tình cờ Dũng cũng có gặp Quang Lê. Nam ca sĩ Quang Lê là nam ca sĩ mà lúc nào cũng thường nói với Dũng là em rất nhớ ơn anh Dũng, vì từ ngày những đầu tiên khi em mới đi hát cho Trung tâm Thúy Nga, anh là người bầu show đầu tiên mời em đi hát. Cho nên cái đồng tiền mà em làm được từ đi hát là chính từ anh Dũng, cho nên em hay nhớ tới những ngày đó. Nó làm cho Dũng nhớ tới những cái gì mà Quang Lê nói với Dũng, và Quang Lê chia sẻ là Quang Lê nhìn thấy được cái điều đó ở cháu Phương Mỹ Chi, và đã có nghe cái bài phỏng vấn của Dũng với anh Lân trên phố Bosa. Thì Lê nói là anh nói những điều đó em nghe hết và em khắc ghi, em biết là nó đúng và anh lo cho cháu. Cho nên thì em có nói với Lê là ồ, hình như anh thấy cái giấy quảng cáo vào tháng 4 này Phương Mỹ Chi có đi hát ở bên Úc với lại Thu Phương. Tháng 4 cháu chưa nghỉ hè mà sao nó đi hát xa vậy? Thì em có nói với lại Lê. Thì Lê mới nói là không, em đâu có nhận cái show đó. Em cũng thống nhất, em cũng giống như anh, là em nghĩ là Phương Mỹ Chi nên đi hát vào những cái tháng mùa hè khi cháu nghỉ học, tập trung vô. Nên đi xa, chẳng hạn như là Canada, Úc, Châu, Mỹ, những cái nơi xa đó. Như mùa hè tới này em đã có dự án là đem Phương Mỹ Chi đi Mỹ. Có gì thì em sẽ liên lạc với anh. Đó là lời của Quang Lê nói. Còn cái show tháng 4 này thì em sẽ nói chuyện với bầu show là cháu còn đi học ở bên Úc, em sẽ rút lại, em không để cho Phương Mỹ Chi hát đâu. Thì tôi nghĩ đó là một cái điều mà nếu mà thật sự Quang Lê làm gì ảnh hưởng tới cái vấn đề mà Phương Mỹ Chi đi học là một cái điều rất là tốt. Còn nếu mà làm vì những cái lý do khác, nó có những cái mâu thuẫn khác giữa bầu show này với bầu show kia cạnh tranh, thì cái điều đó nó đáng tiếc. Nếu mà thật sự mà những gì Lê nói với tôi thì Lê quyết định đúng, là một năm như tôi đã nói đó, những cái tháng mùa hè Phương Mỹ Chi có thể tha hồ bay show Úc, Châu, Mỹ. Bầu show khi họ cần mình anh Lân, họ sẽ sắp xếp cái lịch biểu diễn chung quanh mình, chứ không phải là nói là ồ không đi hát lúc này. Có nhiều người nói là hãy giống như là tranh thủ là hốt tiền lúc này, hốt khi đã lấy thấy anh đã nếm được cái mùi đồng tiền rồi đó, thì anh sẽ không bao giờ từ chối nó được. Người ta nói mà con người từ chối đồng tiền tại vì anh chưa đưa đủ. Họ từ chối đồng tiền tại vì cái số tiền anh chưa tới, chứ chưa có ai từ chối tiền cả. Thì cái đó là cái sức mạnh của đồng tiền. Thì đơn giản mình nói tới nói lui thì em nói là ở trong cái phần phỏng vấn trước em đã từng nói là Phương Mỹ Chi nên đi hát những cái chương trình để gây dựng cái tên của cháu, gây dựng cái chỗ đứng của cháu và giữ cái sự mà khán giả thương yêu trong lòng. Có nghĩa là những cái chương trình quy mô với tính cách nghệ thuật mình để cho cháu hát. Còn bình thường thì nên để cho cháu đi hát đủ để kiếm tiền, để nuôi giúp gia đình, để phụ giúp gia đình. Chứ đừng để mà vì cái đồng tiền sai khiến mình mà chương trình nhỏ lớn gì cháu cũng hát hết, hoặc ai trả tiền cao thì tôi hát. Thì như thế thì
vài năm nữa thôi thì cháu sẽ mất đi cái tuổi thơ của cháu, và cái đầu óc đi học nó bị chi phối hoàn toàn. Khi ông trời cho mình cái đầu óc để đi học mà mình không tận dụng nó để học, mình tận dụng nó để làm ra tiền, thì cái đầu óc mình nó sẽ biến thái, nó biến dạng đi. Xin lỗi, nó biến dạng, nó đi qua bên một cái lĩnh vực khác, và lúc đó cháu sẽ không còn tập trung để đi học nữa. Thì cái ý Dũng nói là vậy, là cháu là một cái đứa bé rất thông minh, cho nên thành ra có nhiều người hiểu lầm, nghe nói là ừ, tại sao ổng không đứng trong cái địa vị của gia đình Phương Mỹ Chi, ổng ở Mỹ, gia đình hoàn cảnh ổng khác người ta, ổng có khả năng cho nên ổng nói nè. Không, ý Dũng nói là Dũng rời Việt Nam lúc Dũng 13 tuổi, những cái gì mà Phương Mỹ Chi trải qua Dũng đã trải qua lúc từ 7-8 tuổi, làm lụng để nuôi gia đình, Dũng hiểu lắm. Anh em nhà cửa chật chội ở chung với nhau, ý Dũng nói là nên tận dụng và song hành cho cháu, yểm trợ cho cháu đi học. Vì cái nền tảng đi học á, nó giống như một cái nhà mà mình xây đó. Khi cái nền nhà nó cứng thì bắt đầu vách nhà và trần nhà, nóc nhà nó sẽ cứng. Còn học vấn là cái nền tảng của con người. Khi cháu còn nhỏ không cho cháu một cái nền tảng cứng, mà cứ lo vấn đề mà cơm áo gạo tiền, thì khi cháu lớn lên muốn cháu học cũng không được. Có những cái thời điểm mà cái đầu óc mình nó còn tiếp thu được, nó còn nạp đạn vô được, mà mình không cho cháu học, mà vì cái chuyện thiển cận trước mắt mà mình cứ thi theo đồng tiền, sau này cháu lớn lên rồi thì có muốn cháu học nó cũng không được. Có nhiều người anh Lân là bây giờ muốn đi học trở lại đâu có học được. Cái đầu óc của mình, đó là cái điều mà Dũng muốn nói với những thính giả nào nghe mà không muốn hiểu, hoặc là hiểu mà chưa hiểu thấu, là Dũng không hề nói là Phương Mỹ Chi đừng đi hát kiếm tiền. Dũng nói là nên song hành, đặt cái vấn đề học lên trước, kiếm tiền để giúp cho cái chuyện đi học, chứ đừng có đặt cái tiền kiếm tiền là cái chuyện kiếm tiền lên trước và cái chuyện học hành sau, là không đúng ở cái tuổi 10 tuổi này. Cái chuyện mà học không được, khi mà đã không học được rồi thì là học không được, thì là ca sĩ Hương Lan cũng đã chia sẻ trên phố Bosa TV khi chúng tôi hỏi chị về cái liên quan tới Phương Mỹ Chi. Nói tóm lại là ý anh Dũng là coi như cố gắng kiếm tiền được thì tốt, nhưng mà miễn sao đừng ảnh hưởng tới chuyện học là cái chuyện quan trọng nhất. Em nghĩ cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Bây giờ nếu mà một người quản lý của gia đình Phương Mỹ Chi cứ ngồi nói chuyện với bố mẹ, nếu mà mỗi tháng gia đình có thể rộng rãi sống chừng 30-40 triệu để xây chợ, thì bây giờ mỗi tháng cháu làm chừng 60 triệu, ba cái phần, một phần tiền là để vô trong những cái project của tương lai, được không? Còn cái số tiền kia phụ giúp gia đình. Với cái tên tuổi và tiếng hát của Phương Mỹ Chi mà một tháng làm 50-60 triệu, bây giờ không là vấn đề. Và thật ra nếu mà nói là kiếm tiền, không nhất thiết là phải bay đi hát mới kiếm tiền. Nó còn nhiều thứ khác nữa, đại diện cho quảng cáo hình ảnh, rồi những cái channel, những cái trang YouTube có thể quảng cáo, rất nhiều lắm, nhiều lắm Phương. Kiếm tiền mà không cần phải hát nếu không cần thiết. Sẵn anh Dũng, chúng ta đang nói tới chuyện Phương Mỹ Chi, thì phố Bosa TV cũng có một cái chia sẻ là trong cái chuyến đi vừa qua, là chúng tôi khi mà biết phố Bosa TV về Việt Nam thì rất nhiều người fan của Phương Mỹ Chi cũng đề nghị là phố Bosa TV nên gặp lại và phỏng vấn Phương Mỹ Chi, vì phố Bosa TV cũng có thể nói là một cái chương trình đầu tiên và duy nhất cho tới nay là giới thiệu tiếng hát Phương Mỹ Chi ra với cái khán giả hải ngoại. Tuy nhiên rất đáng tiếc là khi về Việt Nam chúng tôi cố gắng rất nhiều, liên lạc rất nhiều lần, nhưng những người quản lý của Phương Mỹ Chi đã từ chối và nói rằng là Phương Mỹ Chi bận rộn lắm, không thể nào mà có một cuộc phỏng vấn với phố Bosa TV, cho nên điều đó đã không xảy ra được. Và như vậy cũng để trả lời cho các khán giả cũng như là fan của Phương Mỹ Chi đã mấy ngày nay có liên lạc rất nhiều, nói tại sao không có cái cuộc phỏng vấn với Phương Mỹ Chi. Phải nói là mỗi cô bé như vậy thì ai cũng yêu quý cả. Chưa nói tới tài năng mà chỉ nói tới cái con người của cô bé Phương Mỹ Chi thì rất là yêu quý, cho nên là không có lý do gì mà chúng tôi không tìm cách phỏng vấn nếu mà đã không có sự trở ngại đó. Quay trở lại thì có một cái hiện tượng này muốn trao đổi với anh Dũng, là trong thời gian gần đây khi mà thấy những cái tưởng là scandal đã hết, nhưng báo chí khi mỗi khi nhắc đến chuyện gì liên quan tới Phương Mỹ Chi, họ có vẻ nhắc một cách không công bằng. Thí dụ người ta nghe những cái tựa đề như là Phương Mỹ Chi hét giá, rồi Phương Mỹ Chi từ chối show của Sai Nhí, rồi Phương Mỹ Chi đòi 100 triệu, đại loại những cái tựa đề như vậy, rất không công bằng cho một cái đứa bé 10 tuổi, nó không thể nào mà biết được làm cái chuyện đó. Có thể người ta nên đặt cái tựa là quản lý của Phương Mỹ Chi từ chối, hay là quản lý của Phương Mỹ Chi hét giá thì nó đúng hơn.
anh Dũng có cái ý kiến gì về cái lĩnh vực này? Người ta không biết quản lý của Phương Mỹ Chi là ai hết. Tôi là quản lý của Thu Phương, người ta sẽ nói là Thu Phương này Thu Phương kia, còn quản lý lên tiếng sao? Họ không bao giờ mà họ đưa cái tên người quản lý ra cả, đơn giản là vậy. Cho nên lúc đầu Dũng đã nói chuyện rồi, Dũng nói là cái người quản lý rất là quan trọng. Nếu mà người quản lý đại diện chỉ có là phát ngôn viên thì nó khác. Còn người quản lý đại diện đây là lo luôn vấn đề hình ảnh, thì người đại diện lúc nào cũng phải cần kế cập báo chí. Cái vấn đề mà không gặp được anh Lân là một trong những điển hình mà không gặp, không phỏng vấn được là một cái rất điều mà tôi thấy rất là tệ ở về cái mặt của cháu Phương Mỹ Chi. Khi mình không gặp báo chí với một lý do nào đó thì giá chót mình là người đại diện cũng phải đến gặp và có buổi phỏng vấn. Và để sắp xếp, ví dụ cháu thật sự bận thì sắp xếp một cái buổi để cho cháu có mặt cùng với người đại diện để phỏng vấn. Còn cái này cứ nói là bận và không phỏng vấn, đó là một cái vấn đề mà mình tránh né không tốt. Thì quay trở lại cái câu hỏi của anh á, không có lửa, không có khói thì không có lửa làm sao mà có thuốc khói. Thuốc lá điện tử hiện giờ là không có lửa mà có khói đó nha. Dạ. À, nhưng mà nó cũng cái nguồn của nó cũng bắt từ ở trong là hóa chất phải không ạ? Có nghĩa là cũng phải có cái nguồn nó mới có khói. Thì bây giờ đơn giản lại là cái gì cũng vậy, nó cũng phải có. Mình có thể châm ngòi, mình tự châm ngòi hoặc là người cạnh tranh của mình châm ngòi. Những cái đề tài đó khi đưa ra thì cần được giải thích. Nếu thật sự là theo người Mỹ đó là có 3 cách, là chúng tôi miễn bàn, chúng tôi xác nhận hoặc chúng tôi không công nhận. Phải không? Thì cái đó là quý vị muốn suy diễn như thế nào thì suy diễn. Mỹ no comment, confirm, deny. Mình không cần nói nhiều, không cần phải giải thích. Lại ông tôi ở buổi này nếu mình không thích. Đó mà. Nhưng mà giá chót mình phải có cái tiếng nói. Khi người ta hỏi cửa Phương Mỹ Chi hét giá, thì Phương Mỹ Chi cháu dĩ nhiên có thể là cháu chưa biết sự khác biệt giữa 80 triệu và 200 triệu nữa. Đối với cháu số tiền quá lớn. Nhưng mà người quản lý dĩ nhiên sẽ biết. Thí dụ hét giá thì người quản lý có bổn phận để giải thích hoặc là đứng chính. Nhưng khi mình không giải thích đứng chính, có nghĩa là một phần nào mình cho báo chí cái phép để nghĩa là suy diễn thêm nữa thì nó không tốt. Và lẽ ra người quản lý nên liên lạc báo chí, nói là anh nên đặt tựa lại là tôi là người hét giá chứ không phải con bé 10 tuổi là người hét giá. Nếu có hét giá là tôi là người hét giá, phải không? Thì trước nhất ví dụ người quản lý liên lạc với báo chí sẽ nói là xin lỗi anh, hét giá là có, mà người hét giá là tôi, chứ cháu Phương Mỹ Chi không biết gì hết. Lý do tôi hét giá là như thế này, vân vân vân. Nãy giờ Dũng nói là chính là như vậy. Nhưng họ không làm cái điều đó vì người Việt Nam mình đó, hồi xưa giờ đó là không thích, nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là confrontation. Họ không thích đụng chạm, họ hay tránh né. Thích hay không thích gì cũng vậy. Cái người mà không thích họ lên tiếng lớn mạnh hơn là cái người ủng hộ. Cái người ủng hộ hay thầm lặng. Thì vì cái cách là mình không thích confrontation, mình không thích đụng chạm. Em có một người bạn ở đây họ buồn cười lắm. Họ hay nói là tôi rất thích nhiều chuyện nhưng mà tôi rất sợ ba mặt một lời. Nhiều khi cái câu nói đó nghe vui thật, nhưng mà nghĩ lại thật sự nó rất là giống cái văn hóa của mình. Là đôi khi mình thích bình luận, mình ngồi uống cà phê, mình uống trà, mình bình luận. Nhưng mà khi kêu đối đầu thì mình đã tránh à. Thôi nha, tôi không nói nha, cái này là nếu mà phỏng vấn là tôi không trả lời, dạ vân vân. Thì cái điều này nó áp dụng luôn trong cái vấn đề quản lý của Phương Mỹ Chi. Có những cái đề tài đưa ra vậy, mình đã mang tiếng là người quản lý, mình là người phát ngôn viên thì tại sao không đương đầu? Tại sao không đứng chính? Tại sao đúng, không cho người ta biết? Không đối đầu là cái chuyện mà đời thường có thể nói được. Nhưng anh trong vai trò là một người quản lý, là vai trò của anh là vai trò đối đầu cho cái người anh quản lý. Chúng ta đã thấy Dũng Taylor mỗi khi mà có vấn đề gì liên quan Thu Phương trước đây. Vâng. Dũng Taylor là cái người đầu tiên xuất hiện. Dạ. Đối diện thẳng với cái người mà gây ra chuyện và sẵn sàng thậm chí nói tới chuyện mà pháp luật với nhau luôn. Vâng, đúng rồi. Hiện nay chúng ta hình như chưa thấy cái sự bảo vệ đó đối với cái tài năng Phương Mỹ Chi của người quản lý. Mình chưa nói là Quang Lê hay là người quản lý bên Việt Nam. Anh có nhận thấy cái điều đó?